Sáng nay 19 tháng 10, trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc 4. Theo nội dung ký kết hợp tác, trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc 4 sẽ hỗ trợ trường Cao đẳng Lào Cai đào tạo kỹ năng và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, giảng dạy thực hành bậc 4 cho 10 giảng viên, hỗ trợ nhà trường phát triển chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp và công nghệ ô tô theo chuẩn của trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc. Hợp tác đào tạo một số ngành nghề mà Hàn Quốc cần sử dụng lao động theo hình thức đào tạo một phần tại trường Cao đẳng Lào Cai, một phần tại trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc. Việc ký kết hợp tác cùng trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc 4 sẽ giúp trường Cao đẳng Lào Cai nâng cao chất lượng đào tạo, nguồn nhân lực, thực hiện tốt việc đổi mới mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy học, trở thành cơ sở đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có uy tín trong tỉnh và vùng Tây Bắc. Hướng đến mục tiêu đến năm 2025, trường cao đẳng Lào Cai là một trong 52 trường cao đẳng chất lượng cao của cả nước.